Hello anh em, là mình nha. Thì mình đang đứng ở một cái lò độ xe. Cái chỗ này là thiên độ xe hơi. Anh em nhìn thấy sau lưng mình không? Đó, quá trời xe độ luôn rồi. Thì hôm nay là cái đài mà cái nhóm mà 1320 á, nó tới cái bang mình lại để nó tổ chức những cái event đua xe. Thì hôm nay á, là nó làm cái, nó kêu là dyno tune, tức là đo cái mã lực của xe bằng cái máy. Đó, trên trước mặt mình là một chiếc Dodge Challenger nha, 8 máy Hellcat. Hey Sophia, you're in a large crowd of people, you whispering, no one can hear what you're saying. Bên kia là cái màn, bên kia là cái màn hình mà nó chiếu về, nó chiếu, nó hiển thị nè. Chiếc này á, là nó xài động cơ Hemi 6.1 lít nha, V8, khoảng 707 horsepower. Thì không biết là ra bánh xe thì nó cỡ bao nhiêu. Thắng Brembo nữa không? Ok, nó cho ra là 624 horsepower tại bánh xe nha anh em. Ok, sau lưng mình nữa thì có CTS-V nha. Chiếc này là chiếc đời cũ, CTS-V đời 2000 đời 2000 cỡ 2015 đổ lại hay sao á, nếu mình nhớ không lầm. Cái xe này thì nó độ ở trong thì mình không biết đâu, nhưng mà ở ngoài thì mình thấy là có cái carbon fiber bonnet nè. Rồi cái mâm Vogue Racing TE37 nè. Cái loại này rất là phổ biến. Thắng Brembo. Đó, nó hạ gầm rất là sát anh em thấy không? Đó, cái khoảng cách giữa bánh xe tới là cái chắn bùn á, nó rất là gần nhau. Đó. Thì nó phải thay cái phuộc nó phải cứng hơn. Đó, rồi có một cái lip bằng carbon fiber nè. Đó, rất là đẹp. Ở trong có một chiếc y chang nhưng mà có cái bộ mâm khác. Đó, thì đây là lò độ xe nha anh em. Đem xe tới đây thì nó làm cam xăng nồi, gắn bình bông mai đồ này kia cho xe mình vậy đó. Chỉnh xăng, chỉnh gió. Đó. Ở trong thì có một chiếc Corvette màu xám nữa. Rồi hai chiếc, một chiếc màu vàng là chiếc Corvette luôn, đời cũ, chiếc C6, còn cái này là màu xám là C7. Đó. Bây giờ người ta dọn, người ta clean, người ta dọn dẹp cái đường, cái máy, người ta chùi cái máy á, rồi chuẩn bị cho cái chiếc tiếp theo. Thì mỗi khi á, mà người ta chạy xong á, người ta đo một chiếc xong là ta in ra một tờ giấy. Thì cái đó là cái record, giống như là để chứng minh là cái xe đó nó được cái bao nhiêu đó horsepower vậy đó. Thì cái máy á, cái máy mà đo đó là nó của hãng Dynojet. Thì anh em nào mà chạy xe mô tô thì biết cái hãng này ha. Đó. Nó hay làm ra mấy cái cục mà để chỉnh xăng gió đó. Mấy cục, nó kêu là cục, quên bà nó cục gì rồi. Power Commander đó. Đó thì anh em thấy không, mình không có được vô trong tại nó có cái đường dây này nè, là để mình không có vô, mình đi mình cạ trầy xe người ta. Thì cái chiếc màu bạc này nè là một chiếc CTS-V nữa nè, cũng là wagon luôn. Ở trong thì có một chiếc sedan,
À. Rồi cái chiếc trắng đang ở trên vàng này là chiếc Cadillac Escalade. Chiếc này là chiếc 7 chỗ, nhưng mà nó cũng cái máy của nó là máy LS LT gì đó. Không có nhớ rõ, nhưng mà 6.2 lít rất là mạnh. Thì chắc là nó gắn supercharge vô để mà quậy. Đó. Sao đâu. Sao đâu. Đó. Rất là đẹp. Đó, cái xưởng nhìn rất là sạch sẽ nha. Cái xưởng nhìn sạch sẽ quá ha. Không có một miếng cái nhớt, nó không có dính lên sàn nhà. Rất là sạch sẽ. Thường thường thì cái tiền độ cho một chiếc xe á, lên tăng khoảng chừng 20-30 horsepower đó, có thể lên tới tiền chục ngàn nha, 10 ngàn, 20 ngàn, thậm chí 30 ngàn, thậm chí gấp đôi cái giá trị chiếc xe. Cái ông này ông đang cầm cái xăng đua nè, cái bình xăng đó, bình xăng đua đó. Xăng đó là xăng 100 á anh em. Thì cái con lăn này á, là nó làm được làm bằng sắt thép hay gì đó. Nó có cái đồ đo ở trong á. Thì cái bề mặt á là nó có những cái chỗ mà người ta làm nó nhám nhám á, để cho cái bánh xe nó bám. Thì không biết người ta xịt cái hóa chất gì lên. Hả? Đó, ông này ông đo rồi, ông được bao nhiêu horsepower nè. Ok, 0.6 horsepower. 0.6 horsepower nha anh em. Tức là bằng ba cái chân của con ngựa. Thiếu một cái chân. Ồ, chiếc này chiếc Mercedes. Chiếc này là chiếc Mercedes C63 AMG nha. Thấy cái bảng số không? LOL M3. Tức là cười mấy thằng chạy M3 á. Chiếc này á là C63 đời mới. Thì nó cái máy của nó không phải là máy 6.3 nữa, mà là máy 4. Twin Turbo. Nó cho ra khoảng chừng 470 hay là 500 lẻ mấy horsepower thì mình không có nhớ rõ nữa. Nhưng mà cái đời này là đời mới. Số tự động 8 số hay sao á. Đẹp quá. Nó wrap cái màu tím nè. Cái cặp mâm cũng đẹp nữa. Thắng Rambo. Nè, 8 máy bi turbo nữa không? Cái xe này á thì cái giá 60 ngàn trở lên hay sao á, 60 mấy ngàn mình không có rõ lắm. Nhưng mà cặp mâm, bộ mâm này á, thì mình đoán là tệ lắm phải 4 ngàn. Đó, mâm với lại vỏ xe cỡ cỡ đó, 4 ngàn, 5 ngàn gì đó. Rồi cái nước sơn á, là dán wrap á, thì chắc cũng cỡ 4 ngàn, 5 ngàn gì đó nữa. Thì riêng mâm với lại cái tiền, mâm với lại tiền dán cái xe thôi á, là chục ngàn rồi. Đó, chưa tính là máy móc ở trong nó làm như thế nào. Thì mình trong lúc đợi người ta gắn cái xe thì mình nói sơ về cái ông mà chủ của cái 1320 này nha. Ổng là tên là Carl Loftus. Thì ổng là kỹ sư máy tính, làm cho hãng PayPal với lại hãng eBay á. Thì ổng là một người rất là mê xe. Thì ổng cái ước mơ của ổng ngày xưa đó là lúc nào cũng được làm cho cái tiệm sửa xe mà lớn nhất cái khu ổng ở. Nhưng mà sau này á thì ổng là trở nên nổi tiếng. Cái công ty mà 1320 của ổng á nó thành công, thì ổng là một người có thể nói là cái công việc của ổng là công việc mơ ước của rất nhiều người. Mình nghĩ là đang chạy lấy đà.
Ok. 476 horsepower nha anh em, tại cái bánh xe. Đó. 476 horsepower tại bánh xe. Thí dụ như cái xe mà mình thử ở cái chỗ cao á thì nó sẽ cho ra ít horsepower hơn là cái chỗ thấp. Tại vì á là cái không khí ở trên cao nó loãng hơn là dưới thấp. Đó. Đó, chạy ra. Đẹp quá. Xe làm quá đẹp luôn. Thì anh em biết không, là khi mà mình đi đo cái này á, đi làm đo dyno tune này á, thì là nó tốn tiền nha. À, xe mô tô theo mình biết á, xe mô tô thì nó khoảng 100 mấy 200, còn cái này xe hơi thì mình nghĩ là nó đắt hơn 300 hay là 400 gì đó, mình không có rõ lắm, nhưng mà chắc chắn là sẽ tốn tiền. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái tụi mà 1320 nó tới á thì nó đo free đó, tức là thí dụ mình cứ đăng ký thôi, mình đăng ký trên mạng á, thì cái tụi 1320 này nó sẽ tại nó muốn mình đem xe tới để nó làm video, cho nên là được free. Supra. Chỉ là chiếc Supra nha anh em. Đó, anh em nào mà mê Fast and Furious. Anh em nào mà mê Fast and Furious thì phải biết chiếc này. Supra. Chiếc này á thì mình nói sơ ha, thì chiếc này á là nó xài động cơ 2JZ GTE đó, công nghệ VVTi, tức là variable cam timing valve á, là cam biến cái gì mà valve biến thiên á, quên bà nó rồi, tiếng Việt không biết, cái câu đó bằng tiếng Việt là cái gì không biết, nhưng mà nó cho ra đó là xe mà zin á thì nó cho ra khoảng 276 horsepower, đó là cái mà nhà sản xuất. Ồ, lên không nổi à. Lên không nổi à. Thằng thấy không? Cái thằng chủ xe nó không có trình. Thằng này chủ xe cho nên nó không có trình. Phải xài cái đồ đội để đội cái xe lên, tại vì á cái bánh xe nó quá mềm cho nên là nó không có leo lên trên cái con lăn được. À, giờ thì ok rồi. Ok, mình nói tiếp là cái chiếc này á thì cái hãng nó công bố á là cái cái power đó là 276 horsepower, nhưng mà thực chất á là cái số con số mà thực tế khi mà người ta đo đó là 330, tức là không độ gì hết nha. Còn cái xe này nó độ rồi thì mình không biết, có thể là 700, 800, 1000 gì đó. Trời, trong cái xe này cái gì nó cũng bự hết trơn á. Turbo cũng bự, rồi cái intake nó cũng bự. Đó, anh em thấy không? Cái turbo nè, bên kia nè, bự chà bá luôn. Đó. Nhưng mà có bánh trước là nó nhỏ nha, bánh trước nó nhỏ xíu à. Đó, bánh trước nó, cái bề ngang nó có như đây à. Đó. Bánh sau thì bự, bánh sau thì nó dày. Mở cái nắp lên quá trời người. Ồ, là bỏ rất là nhiều tiền ở trong đó. Cái thằng chủ xe này bỏ rất là nhiều tiền trong cái nắp máy, dưới cái nắp máy. Khi mà nó mở cái nắp lên nó ai cũng ồ hết trơn.
Thì cái xe này á, thì anh em nào mà coi Fast and Furious thì chắc chắn là phải biết. Tại vì cái chiếc, cái phần 1 á, là cái ông phần 1 là ông Ryan á, ông chạy cái này, ông chạy chiếc màu cam. Rồi cái phần phần 7 á là phần ổng cuối cùng của ổng á, thì ổng chạy chiếc màu trắng. Cái lúc mà ổng đi về á, ổng rời khỏi cái bãi biển á, nhờ cái bộ phim, rồi nhờ cái sự cứng cáp của cái xe này thì cái giá trị của cái xe nó tăng lên rất là nhiều so với lại cái thời cách đây khoảng chừng 10 năm, 10 15 năm. Cái thời đó đó, xe này á bán rẻ lắm, không ai mua hết trơn á. Nhưng mà bây giờ á là cái giá trị nó đội lên rất là cao. Một chiếc Supra mà còn ngon lành, có thể người ta có thể rao bán với giá là 100.000, thậm chí là 70-80.000, 100.000 easy. Thì cái điểm đặc biệt á mà khiến cho cái xe Supra này á nó nổi tiếng á là do cái body nó nặng, nó cứng cáp. Rồi cái máy, cái cục máy mà 2JZ á, GTE á, thì cái phần mà lốc máy á là nó làm bằng gang đúc. Đó, thì nó khác với lại những cái lốc máy hiện tại bây giờ là nó làm bằng nhôm. Thì nhôm thì rõ ràng khi mà nếu mà mình muốn độ lên nhiều horsepower á, thì mình phải gia cố nó, hoặc là phải đúc cái khác, mua cái loại khác. Không là nó chịu không nổi cái nhiệt độ. Phải bổ sung thêm hai cái quạt nữa. Tại vì đây là xe turbo á, cho nên là phải bổ sung thêm quạt gió nữa. Để nuôi cái insect với lại cái intercooler. Ok, thì mình nói tiếp về cái chiếc Supra này ha. Thì cái máy của nó đó là cái phần bottom end á, tức là cái lốc á, là nó bằng gang, cho nên là nó rất là cứng. Thì cái xe xe zin á là 330 horsepower, thì người ta có thể làm lên 600-800 horsepower, maximum là 800, mà không cần phải độ cái phần lốc máy, mà chỉ độ cái phần trên thôi, ví dụ như là cam, cò, su bắp, rồi turbo, rồi vô cháy lớn thôi, vô nòng lớn, cháy lớn thôi. Thì còn nếu mà muốn lên hơn nữa thì chắc chắn là phải có can thiệp vô cái phần dưới là dên đâu này kia. Nhưng mà bảo đảm là 800 horsepower là không cần phải độ máy, độ cái phần ở dưới, độ cái lốc máy. Give me the video. Thì từ 300 mà lên 800 á, tức là hơn gấp đôi cái số cái lượng, gần gấp 3. Cái lượng power mà nó tăng nó là gần gấp 3. Nhưng mà không cần phải độ cái lốc máy thì anh em phải biết là nó cứng cỡ nào rồi. Người ta, ông này ông vô số 3 nha. Thank you.
không sorry. Ờ cái lần này nó cho ra là 920. Okay. Nó cho ra 926 horsepower nha anh em. Giả man thiệt. Điếc lỗ tai rồi. Điếc lỗ tai rồi. Giả man thiệt. Điếc lỗ tai luôn á. Ôi giả man thiệt chứ. Ôi mẹ ơi. Đó, hồi đó tới giờ thì mình chưa bao giờ nhìn thấy xe mạnh như vậy thật ở ngoài đời nha anh em. Chưa bao giờ. Ngồi xe anh Tuấn thì 700 horsepower. Ngồi xe anh Phước thì 520. Ngồi xe của bạn Đức thì 400 mấy. Nhưng mà chưa bao giờ mà mình chứng kiến tận mắt 900 horsepower nó như thế nào. Giả man thiệt chứ. Oh my god. Giả man thiệt chứ. Ôi đẹp quá. Chín trăm hai mươi lăm horsepower. Ôi mẹ ơi. Mình nghe thì 900.000 horsepower thì mình coi trên màn ảnh á, thì mình thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà thật sự mà chứng kiến tận mắt đứng cái khoảng cách đó chỉ có 1.5m, 2m thôi thì mình thật sự rất là ghê. Nó nổ muốn banh cái lỗ tai luôn. Thật sự là bây giờ là cái lỗ tai mình nó lùng bùng rồi. Mình quên nói nha, cái máy 2JZ này á là 6 xi lanh thẳng hàng nha anh em. Chứ không phải là V6. Trước mặt mình là chiếc Fiber Trans Am nha. Chiếc này là của hãng Pontiac, của tập đoàn GM General Motors. Thì cái loại này thì giờ nó hết sản xuất rồi. Đây là một trong những cái xe mà được dân độ xe, dân chơi xe ở Mỹ rất là ưa chuộng. Tại vì cái body nó nặng. Chiếc này thì nó xấu lắm, nó cũ, đời cũ, nó xấu lắm, không có đẹp. Nhưng mà nó có nhiều cái tiềm năng để độ mà rẻ nữa. Ví dụ như mình, anh em nghĩ á. Thí dụ như anh em nghĩ đi, muốn độ một chiếc xe Supra. No one wanna see it. Cái xe này nó xấu quá cho nên không ai thèm dòm hết. Mình nghĩ là cái thằng cha mà đầu chọc đang đứng bên kia, mặc cái áo có con chim á, Fiber á, thì cha đó là chủ xe. Thì ok, mình nói tiếp. Cái xe này á, là nó rẻ. Thí dụ như chiếc Supra này á, là 60.000. Nếu mà mình mua bây giờ cái giá thị trường hiện tại á, rẻ lắm thì cũng phải 40.000. Hả? Rồi bỏ thêm 10.000, 20.000 vô độ nữa.
Còn chiếc này thì 10.000 cũng có xe. Đó, 5.000 cũng có, mua cái xác xe. Rồi xong rồi bỏ vô thêm khoảng 10.000 15.000 nữa độ. Thì nói chung là cũng ra được 1.000 horsepower chứ không phải là không. Đó, nhưng mà cái số tiền mà mình bỏ ra nó sẽ rẻ hơn là một chiếc Supra hoặc là một chiếc mấy cái xe đời mới. Đó. Đây coi coi xe này tự động hay là số tay ta. Xe này số tự động nha anh em. Where's the megaphone? 265? 265. Ok. Ok, chiếc này thì xe zin thôi, không có độ gì hết. 265. Nó cho ra có 265 horsepower thôi. Trời ơi, chiếc này đẹp quá anh em ơi. Chiếc này là chiếc giống anh Tuấn nè. Nhưng mà nó màu đỏ thôi. Hả? Nó có cái vỏ đua, vỏ xe đua nè. Rồi cái thắng carbon fiber. Mình muốn lại gần nhưng mà không có được nha. Tại người ta có cái đường này nè, cho nên mình không có được lại gần. Lại gần người ta la. Đẹp quá. Quay từ đây thôi. Z06. Ở trong kia có một chiếc Z06 đời cũ đó. Cái loại mà C6 á. Đó, còn đây là C7. À, chiếc kia mới ghê, chiếc kia nhìn cái bánh nha, dã man không. Chiếc màu xám á, cái bánh bự chà bá luôn. You should dyno your wheelchair. 2 horsepower. Oh, I think more. Mình chọc ông đó, mình kêu ông là dyno cái xe lăn của ông á. Ông nói nó cho ra khoảng 2 mã lực. Tại ổng có ổng đô lắm. Đó, nhưng mà ít tiền có chơi cũng được rồi. Chiếc này nhìn cũng còn ngon mà, còn mới mà. Chạy ra đua với mấy chiếc Civic đồ này kia cũng được vậy. Đua với Civic rồi đua với lại Camry đồ này kia là ăn chắc luôn. Ok, chiếc sắp vô là chiếc Supra nha anh em. Supra đời cũ. Supra này á là Mark 3. Cái loại mà mình coi trước nè, hồi nãy á là Mark 4. Đó thì cái loại này á là nó xài cái máy 1JZ GTE hay là GE cái gì đó quên rồi. Nhưng mà là 1JZ thì cái máy đó là nó 2.5 lít, cũng 6 xi lanh thẳng hàng luôn, nhưng mà 2.5 lít. Nhưng mà không biết là cái này nó có thay máy không. Với lại nó có độ cái gì trong đó. Cái thằng này nó chuyên nghiệp cho nên nó lên cái một à, lên nhẹ hều à. À, nó có cái máy tính để nó chỉnh cái boost á, chỉnh cái nó kêu là cái gì ta, cái áp suất mà của cái turbo á, không biết nói vậy có đúng không nữa. À, ok, lại coi máy. Máy này theo mình nghĩ là máy này máy 1JZ nha. Máy đời cũ á, không phải là máy 2JZ đâu. Đó. Nóng rồi. Đó, cái này là nó không có xài sơn cam mà nó xài cái dây Cura nha. Đó, nó đang chạy nè. Đó, thấy không? Đó, cái turbo nó nằm ở bên kia. Đó. Này độ tới nhiều tiền lắm á, không giỡn đâu. Nhiều khi cái tiền xe không bằng cái tiền độ á. Bây giờ thì nó cũng còn rẻ. Tức là cái xe mà thường thường á là cái xác xe đó, cộng với lại cái title, tức là cái cà vẹt á,
thì nó khoảng nó nhiều giá lắm, 2.000 cũng có, 1.500 cũng có. Nhưng mà cái xe mà chạy được á thì nó khoảng 5.000-6.000. Đó thì tùy mình thôi, mình nếu mà mình muốn chơi mà chơi lớn á thì mình mua cái xe rẻ, mua cái xác thôi, khoảng 1.500-2.000 vậy đó. Xong rồi mình đem về mình bỏ tiền vô, mình độ này kia thì cái chi phí nó cỡ chừng 10.000 để mà có một chiếc xe khoảng 700-800 horsepower. Lâm hết trơn à. Nè coi nè. Nè, dụng bánh xe nè. Ok. Cái lần thứ hai là 752, 752 horsepower. Cái bánh xe này rất là mềm. Xe 66 mà cho ra mà mạnh dữ không? Thì ở ngoài này nó có rất là nhiều cái gian hàng nha anh em. Có nhiều gian hàng lắm. Đây là cái gian hàng của cái tiệm đua xe này. Tối quá không biết anh em có thấy không? Đây là một chiếc BM 335. Chiếc này chắc sắp vô chạy nè. Nhưng mà chắc thôi mình không coi đâu, mình phải đi về. Ủa, ở đây có chiếc Mustang ngầu chưa? Ôi ngầu ha. Ôi cái dàn, những cái dàn đuôi nè, cánh đuôi nhìn ghê không? Mustang luôn. CBR 1000. Ok. Ok ha. Thì cái video ngày hôm nay là nó như vậy, nó kết thúc ở đây. Hy vọng là anh em thích cái video của mình. Nhớ subscribe, với like, với lại share video giùm mình nha. Thank you anh em rất là nhiều.